mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là nửa cuối tháng 12 của bạn sẽ diễn ra như thế nào. Thì đáng nhẽ là cái chủ đề này mình sẽ làm vào ngày 14, 15 đúng không? Nhưng mà bởi vì mình quên á, sau đấy là có bạn nhắn tin nhắc mình là làm cái chủ đề này. Bây giờ mình mới nhớ ra để mà có thể làm cái chủ đề này cho các bạn. Thì ngày hôm nay nửa cuối tháng 12 của các bạn ấy sẽ có gì hot? Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Và ngày hôm nay thì mình cũng có kết hợp sử dụng bài trà. Bài trà là một dạng bài tiên tri và nó sẽ đem đến cho bạn những cái tiên tri về những cái mặt sự kiện. Nó sẽ không nói về bản chất tốt xấu đúng sai của cái sự kiện đó, nhưng nó sẽ nói cho các bạn rất, nói chung là các bạn biết tiên tri mà, nên nó sẽ rất là mập mờ, nó sẽ rất là kiểu mông lung đó. Thế nhưng mà khi mà nó xảy ra ấy, thì có thể là nó sẽ rất là đúng với các bạn đó. Thì 1, 2, 3. Rồi để cùng đón nhận xem là nửa cuối tháng 12 của các bạn ấy nó sẽ có gì hot nhá. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với số 1 ạ. Chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên và đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi là nửa cuối tháng 12 của bạn có gì hot thì chúng ta sẽ bắt đầu với những lá bài trà ở đây. Mình thấy đầu tiên ở đây ý, là có ai đó cực kỳ là ngưỡng mộ các bạn. Tức là họ có thể là hay quan sát bạn, nhìn bạn từ đằng xa. Rồi nói chung là khá là thích thú bạn, thích thú về cái con người của bạn. Có thể là họ đang nằm ở trong cái nơi mà bạn làm việc hoặc là xung quanh các bạn. Nhưng cũng có thể là cái người này ấy, họ là cái người mà kiểu như là họ theo dõi bạn trên mạng xã hội hay là gì đó, và họ rất là ngưỡng mộ các bạn ở đây. Thì nhiều trường hợp ở đây có thể là một cái người đàn ông nhá. Có thể nhiều trường hợp ở đây là một người đàn ông. Ở đây là một cái người đàn ông trẻ tuổi nào đó ở đây. Cái thứ hai là trong cái, nếu như họ không phải là người đàn ông thì có thể là một cái người nào đấy khác biệt về mặt giới tính của các bạn. Nhưng mà nhiều bạn ở đây là nhiều khả năng ở đây các bạn nữ, đặc biệt là các bạn nữ thì chắc chắn là sẽ có một cái người đàn ông nào đó trẻ tuổi thôi, nhưng mà họ khá là quan tâm đến các bạn, khá là để ý đến các bạn, ngưỡng mộ các bạn. Tiếp theo nữa ở đây thì mình thấy rằng là trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 12 này, các bạn cũng sẽ có tương tác với một cái người đàn ông trẻ tuổi nào đó. Có thể là với chính cái người mà đang ngưỡng mộ các bạn, hoặc là cái người này là một cái người không liên quan đến cái người kia, nhưng mà sẽ có một cái tương tác đặc biệt nào đó ở đây. Cái điều số 3 nữa ở đây đấy chính là mình thấy rằng là giai đoạn này các bạn được dẫn đường, được bảo vệ rất là nhiều bởi những thiên thần và bởi linh hồn hướng dẫn của các bạn và bởi vũ trụ nữa. Đó, cho nên là nếu như mà thời điểm này các bạn mong muốn được hướng dẫn cái điều gì đó, hãy cầu nguyện để xin cái sự hướng dẫn từ họ. Họ sẽ chỉ đường dẫn lối cho các bạn nha. Cái điều cuối cùng thì mình thấy là cụ thể cái tháng 12, nửa cuối tháng 12 của các bạn ấy, thì nó sẽ tương đối bình yên và hài hòa nha. Nó khá là bình yên và hài hòa ở đây. Rồi cụ thể hơn với những lá bài tarot và oracle ở đây thì cái câu chuyện nó như sau này. Thứ nhất á, là trong nửa cuối tháng 12 của các bạn ấy, các bạn sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những cái lời nhận xét hoặc là những cái lời phán xét đến từ những cái người xung quanh. Tức là lúc trước thì có thể bạn là người không để ý đến những cái lời nói đó, nhưng tự nhiên cái tháng này, tự nhiên nửa cuối tháng 12 này, bạn sẽ rất là để tâm đến việc là người khác họ nói gì về mình này, họ phán xét, họ nhận xét mình ra sao này, kiểu như vậy. Và có thể là trong những giai đoạn trước ấy cũng không có nhiều người nhận xét các bạn đâu, nhưng tự dưng giai đoạn này này bạn sẽ thấy cứ người này người kia đến nhận xét và nói bạn thế này, nói bạn thế kia, kiểu như vậy. Và đôi lúc ấy, cho dù lập trường của bạn nó có vững như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói ra nói vào đó từ những cái người xung quanh. Ví dụ như họ nói là ôi đến tuổi này chưa kết hôn à, lấy chồng đi, lấy vợ đi, hoặc là họ nói một cái gì đó là ôi sao lại làm công việc đấy, thôi bỏ công việc đấy đi, về buôn bán cho gia đình đi này kia các thứ. Tức là lúc trước mình thấy bạn không có quan tâm đến những cái đó, nhưng mà trong tự nhiên trong giai đoạn này bạn lại rất là để tâm đến việc người khác nói gì về mình. Và mình thấy rằng là khi mà bạn để tâm quá nhiều đến việc người khác nói gì về mình ấy, mình thấy rằng là bắt đầu bên trong bạn ấy nó trồi lên rất là nhiều thứ, và bạn giống như cái người này này đang cố gắng đấu tranh để giống như là đàn áp những cái tiếng nói đó, đàn áp những cái sự lung lay đó của bản thân các bạn đó. Thì mình thấy rằng là thật ra cái này nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Tức là nó là một cái phần rất là nhỏ của nửa cuối tháng 12 thôi. Nó là một cái chuyện nhỏ thôi. Các bạn sẽ giải quyết được nó, tức là các bạn sẽ có thể là sẽ chọn lọc ấy, những cái ý kiến nào mà nó phù hợp thì các bạn lắng nghe. Các bạn lắng nghe thôi, cân nhắc thôi. Đó, còn đâu cái gì không phù hợp thì mình thấy là bạn sẽ cố gắng để có thể bỏ ngoài tai. Ở đây chính là cái lá drop it này. Các bạn ấy, nếu như mà các bạn gom tất cả những cái lời phán xét đó vào mình ấy, các bạn thấy không? Các bạn sẽ giống như là chiếc chinh khí cầu này, không có bay lên được. Bởi vì nó nặng quá, nó
có quá nhiều bao cát ở đây, cho nên bây giờ muốn cái khinh khí cầu này bay lên ấy phải bỏ bớt những cái bao cát này, tức là bỏ bớt những cái định kiến, những cái phán xét, những cái lời nhận xét đến từ những cái người xung quanh, nó làm ảnh hưởng đến cái đường đi nước bước của bạn, nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu cao hơn của các bạn, thì các bạn phải bỏ đi thì bạn cái khinh khí cầu của các bạn nó mới bay lên được. Tức là ở đây mình không hẳn mình nó không hẳn ý của mình không phải là các bạn gạt hết tất cả những lời khuyên của người khác, mà hãy biết lắng nghe, có chọn lọc thôi đó. Và hơn ai hết, bạn chính là cái người hiểu cái hành trình của mình và hiểu bản thân mình là ai. Sự thật của bạn chỉ có bạn biết thôi, còn người ta thật ra đâu có sống cuộc sống của bạn đâu, họ chỉ đứng ở ngoài chỉ trỏ vào và nói thế này nói thế kia, nhưng sự thật tất cả mọi thứ diễn ra như thế nào thì bản thân bạn mới là cái người rõ nhất ở đây đó. Thì mình thấy rằng là có thể là trong tháng này, và đặc biệt là giai đoạn này, nửa cuối tháng 12 này, bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định quan trọng nào đó. Cho nên là mọi người mới muốn nhúng tay vào, ví dụ như các bạn chuẩn bị chọn trường, chọn ngành, chọn nghề, chọn công ty, hoặc các bạn chọn một cái gì đó đấy. Và ở đây mình thấy rằng là trên mọi người cứ cố gắng muốn kiểm soát này kia các thứ ở đây. Có thể là sẽ có một cái nhân vật nào đấy cứ cố gắng để mà nhảy vào miệng của các bạn, mồm của các bạn để nói, rồi là khuyên này kia các thứ. Mình thấy thật ra cái người này họ cũng không có quá là nhiều kinh nghiệm gì đấy đâu để có thể cho các bạn đâu, nên là đừng, giống như là mình nghĩ là người này bạn không nên lắng nghe quá nhiều. Vì cái người này tính cách của họ, thứ nhất là họ trẻ, thứ hai nữa là họ trẻ ở đây không phải là một cái điều xấu, nhưng mà cái tính cách của họ là khá là bốc đồng, nó khá là bốc đồng và nó kiểu ăn theo hùa theo ấy, nên là tức là họ không có tầm nhìn xa và chưa có một cái sự sâu sắc, cho nên là bạn cũng không nên để cho cái người này họ dẫn dắt các bạn hoặc là lắng nghe họ để làm gì. Hãy lắng nghe cái bên trong của các bạn ấy đấy, cái đấy nó mới là cái rõ ràng nhất, cái đấy nó mới là cái chính xác nhất nhá đó. Và mình thấy rằng là các bạn yên tâm, mặc dù là các bạn sẽ có một chút lấn cấn, nhưng mà bằng cái sức mạnh và sự thông minh của các bạn, sự thông minh, sự thông thái của các bạn ấy, bạn sẽ đưa ra là một cái quyết định quan trọng, và cái quyết định đấy nó là một cái quyết định đúng đắn. Mình không biết cụ thể ở đây quyết định này của các bạn nó là liên quan đến vấn đề gì, nhưng mà mình thấy là bạn sẽ đưa ra được một cái quyết định rất là đúng, và bạn sẽ làm cho mọi thứ ấy, tức là bạn sẽ dẹp yên được những cái lời nói ra nói vào, bạn sẽ dẹp yên được những cái ý kiến này kia các thứ, và cái điều quan trọng ấy là bản thân bạn ấy cảm thấy cân bằng và bình yên đối với mọi thứ, thì những cái thứ khác ấy nó sẽ không thể nào tác động đến các bạn được. Tức là miễn là chúng ta bình yên ở bên trong, chúng ta cảm thấy giống như là chúng ta ổn áp ấy ở bên trong á, thì khi tất cả mọi thứ nó lộn xộn diễn ra ở bên ngoài ấy, nó cũng không có ý nghĩa gì, nó cũng không tác động đến chúng ta. Thì mình thấy rằng là bạn có gợn sóng bởi những lời nhận xét, bạn có gợn sóng bởi những cái lời này lời kia, nhưng mà nói chung là các bạn có thể lãnh đạo được chính bản thân của mình, các bạn có thể vượt qua được những cái khó khăn về mặt cảm xúc đó, các bạn đàn áp nó xuống, các bạn đàn áp nó xuống, và các bạn biết được rằng là cái điều gì mới thực sự tốt cho mình. Ở đây 7 gậy xong rồi đến 8 gậy ở đây, tức là nó khó nhưng rồi nó sẽ lại được giải phóng một cách rất là nhanh chóng ở đây thôi. Đó, cái gì cần thì mình giữ lại, không cần thì mình thả xuống. Bây giờ quay về ở đây một người nữa, thì ở đây mình thấy là ngoài cái việc bạn tương tác với một cái người đàn ông trẻ tuổi này, người này như mình nói là họ có thể là cái người góp ý cho bạn, hoặc là nhúng tay vào, hoặc là họ cứ thúc giục bạn làm cái này cái kia, thì như mình nói là bạn đừng để cho cái người này họ cuốn bạn đi. Người này tính ra thì họ cũng nhiệt tình thôi, họ cũng có ý tốt thôi, nhưng mà như mình nói là họ không có đủ cái sự trưởng thành, sự thẩm quyền cũng như là sự sâu sắc để có thể giống như là dẫn dắt các bạn, bởi vì các bạn gọi là phải quá rồi, cũng phải gấp mấy lần cái người này rồi, thì làm sao mà để cho cái người này dẫn dắt được. Thì mình thấy là ở đây á, có thể bạn sẽ gặp một cái người khác, một cái người mà tức là một cái bạn sẽ tương tác thêm với một người nữa. Người này thì cũng có thể là cái người ngưỡng mộ các bạn ở đây. Đó, thì cái người này thật ra là họ kiệm lời, họ ít nói. Họ kiệm lời, họ ít nói, họ không hay nói đâu. Nhưng mà mỗi một lời họ nói ra đều rất là có giá trị. Cho nên mình thấy bạn có thể là nên lắng nghe cái lời khuyên từ cái người thứ hai này. Đó, họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên, vì cái người này này họ cũng đã trải nghiệm nó rất là nhiều. Đây là năng lượng kinh nhá, là vua nha, còn đây mới chỉ là kỵ sĩ thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy là cái người này đã trưởng thành hơn rất là nhiều rồi. Đó, và có thể cái người này cũng có một cái tình cảm đặc biệt nào đó dành cho các bạn, cho nên có thể là quý mến, có thể là tình yêu, ngưỡng mộ, hoặc là một cái gì đó. Nên là họ cũng sẽ rất là sẵn lòng để có thể là trao cho bạn những cái lời khuyên. Thì đấy là số 1 ạ, chân là số 2. Với tụ bài số 2, và đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đấy chính là
nửa cuối tháng 12 của bạn ấy sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu với những lá bài trà ở đây. Đầu tiên trong nửa cuối tháng 12 này của các bạn ấy thì các bạn hãy biết cách để sử dụng cái trực giác của bạn, vì nó sẽ đem đến cho bạn những cái thay đổi có lợi ích trong nửa cuối tháng 12 này. Ví dụ như bạn linh cảm về cái việc là bạn không nên làm cái điều này, hoặc bạn nên làm cái điều này, hoặc là bạn cảm thấy cái người này nói dối, hoặc là bạn cảm thấy cái người này có vấn đề, hãy lắng nghe cái trực giác đó vì nó đúng và nó chính xác ở cái thời điểm này. Đó, cái số 2 ở đây thì mình thấy rằng là cái cuộc sống của các bạn ấy, nó đang được xây dựng trên một cái nền tảng tốt hơn, và nó đang ngày càng vững chắc hơn, phát triển tốt đẹp hơn, vững chắc hơn. Cho dù nó đang xảy ra những cái chuyện gì đi chăng nữa nha, thì giống như là bạn đang giống như là bạn đang được xây dựng trên một cái nền móng nó ngày càng tốt hơn. Cái sự thành công của các bạn ấy nó sẽ được đảm bảo đó bằng một cái sự vững chắc nào đó. Tiếp theo nữa ở đây, trong nửa cuối tháng 12 có thể bạn sẽ có những cái vấn đề có liên quan đến pháp luật ở đây. Ví dụ như đi ra ngoài đường nên cẩn thận một chút, chấp hành luật giao thông nhá. Thứ hai, có thể là có những cái giấy tờ nào đó mà các bạn phải đi đến những cái nơi như kiểu hành chính đó. Đấy, để các bạn xin giấy, xin dấu hay là xin xác nhận, hoặc là có những bạn thậm chí ở đây đang có vướng vào một cái vụ tranh chấp nào đó liên quan đến luật pháp. Cái cuối cùng ở đây mình thấy rằng là có ai đó đang cố gắng xen giữa vào những cái vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Họ có thể là cố gắng xen giữa vào giữa bạn và bạn của bạn, hoặc xen giữa vào bạn và cái người yêu của các bạn nha. Rồi, cụ thể hơn với những lá bài Tarot Oracle ở đây thì sao? Thì đầu tiên ở đây á, mình thấy rằng là các bạn sẽ có một cái sự đầy đủ về mặt vật chất. Đó, có thể có những bạn ở đây á, các bạn sẽ chiến thắng ở trong một cái cuộc thi, hoặc là một cái có một cái thành tựu nào đó cho bản thân, và nó đem đến cho bạn cái sự đầy đủ về mặt vật chất ở đây. Các bạn có khá là nhiều những cái giống như là đem đến cho bạn cái sự đầy đủ. Tức là nói chung là về mặt sự nghiệp tiền bạc thì nó không phải là cái yếu tố đáng để lo ngại hay là gì đấy ở đây cả. Mọi thứ nó sẽ tốt với các bạn, mọi thứ nó sẽ ổn áp hơn với các bạn rất là nhiều nha. Cộng với cái lá bài này nữa thì mình nói rằng là cái sự thành công của bạn ấy nó đang đi đúng đường, và nó đang xây được những cái tầng tiếp theo đó, nên nó rất là tốt. Còn có một cái chuyện ở đây thì nó chưa hẳn là tốt lắm ở đây, nó chưa hẳn, nhưng mà nhìn xa thì nó tốt thôi, nhưng nhìn gần thì nó chưa tốt. Mình thấy rằng là có thể là các bạn đã kết thúc một mối quan hệ nào đó, và cái mối quan hệ này nó ở trong cái giai đoạn hẹn hò. Tức là các bạn, mình không biết là điều này đã xảy ra hay chưa nha. Có những bạn là vừa mới xảy ra cách đây mấy hôm thôi, nhưng mà cũng có những bạn thì sẽ xảy ra trong nửa cuối tháng 12. Là mình thấy là nhiều khả năng các bạn sẽ kết thúc một cái mối quan hệ nào đó, và cái mối quan hệ này thật ra là mới dừng lại ở mức hẹn hò, chứ các bạn chưa có cái gì sâu sắc với nhau cả. Các bạn có thể là mới tìm hiểu nhau thôi, mới thả thính này kia các thứ thôi. Thì mình thấy rằng là khi mà nó kết thúc ấy, có thể là có một cái yếu tố của người thứ ba nào đó đang xen giữa vào trong cái mối quan hệ này của các bạn đó, kiểu như vậy. Hoặc là một cái vấn đề thứ ba nào đó, ví dụ hai người đang yêu nhau tự nhiên nó nảy sinh một cái vấn đề gì đấy từ một cái việc không liên quan, nó nhảy vào ở đây đó, và nó tác động đến cái mối quan hệ này, và nó khiến cho nó, thật ra là hãy hiểu rằng là cái mối quan hệ này nó không đủ vững chắc, cho nên là khi mà bất kỳ xảy ra một cái bất đồng nào đó ấy, thì bắt đầu nó diễn ra cái việc là kết thúc, đi đến kết thúc ở đây thôi. Thì mình thấy rằng là có thể bản thân các bạn cảm thấy không vui về cái chuyện này, và thậm chí là cảm thấy rất là thất vọng vì mọi chuyện nó đã diễn ra như vậy ở đây, và các bạn kiểu giống như là chọn cách kết thúc ở đây á, kiểu như thế. Và cái thời điểm này á, có thể bạn chưa rõ ràng về cái việc là cái điều này nó tốt đến mức độ như thế nào đâu. Các bạn không hề hiểu ra được cái điều đó đâu, mà các thời điểm này bạn sẽ giống như là mây mù ấy, nó đang che khuất lối các bạn, nó đang che khuất tầm nhìn của các bạn, nên các bạn không nhìn xa được câu chuyện này. Và bởi vì bạn có tình cảm với người ta, bởi vì bạn cũng có những cái kỷ niệm với người ta, nên thành ra là bạn cũng đau, bạn cũng buồn vì cái chuyện đó. Thế nhưng mà các bạn, mình nghĩ là rất là nhanh nữa thôi, sau đấy cách khoảng 2 tuần nữa thôi, mình nghĩ là thế, nhiều khả năng là như vậy, các bạn sẽ hiểu ra được rằng là cái điều này nó diễn ra là để tốt cho mình thôi. Và các bạn thậm chí là còn biết ơn vũ trụ vì đã cho mình kết thúc cái mối quan hệ này sớm, để mình có thể có những cái thay đổi theo một cái chiều hướng nó tốt hơn rất là nhiều. Đó, và ở đây ấy, thì mình thấy rằng là cái người mà có thể có ở trong cái mối quan hệ đối với các bạn ấy, thật ra là cái người này thì họ sống rất là lý trí. Và mình có một cái cảm nhận là nếu như không có lợi với họ ấy, thì họ sẽ không, tức là bạn mà không đem đến một cái lợi ích gì đấy quá đặc biệt ấy, và họ cảm thấy bạn không còn đem lại nhiều cái điều có lợi cho họ ấy, thì họ sẵn sàng kiểu giống như là như không có luôn. Và cái tính cách của cái người này thì có thể lúc mà bạn thấy họ yêu bạn á, thì bạn thấy là họ có rất là nhiều tình cảm, nhưng mà lúc mà họ hết rồi á, thì bạn thấy là họ như kiểu giống như là lật mặt một cách gọi là trắng trợn luôn ấy, kiểu như vậy á. Và cái điều đấy nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là
gục ngã và buồn bã, nhưng mà sau đó mình thấy rằng là bạn bạn cảm thấy biết ơn vũ trụ, thank God này đó, cảm ơn vũ trụ vì đã đưa đẩy cái chuyện này tới đó. Và mình còn có một cái cảm nhận nữa ở đây, đấy chính là cái ngày mà bạn quay lưng đi á, cái ngày mà bạn chọn là bạn sẽ không nhớ nhung nữa, bạn sẽ tiến về phía trước ý, thì có thể cái người này sẽ hối hận đó. Nó cứ kiểu giống như là kéo ra kéo vào như thế ý. Đó, đi một đường thẳng không thích đâu, thích kéo ra kéo vào như vậy cơ. Rồi, đợi mình một xíu. Mình thấy rằng là thời điểm tiếp theo ấy, bạn sẽ lấy cái công việc ấy làm cái thứ để mà có thể giống như là làm giống như là kiểu giống như là làm việc ấy, để giống như là quên đi ấy, khiến cho bạn quên đi những cái nỗi buồn hoặc là cái sự thất vọng trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà mình thấy rằng là mặc dù hai người có thể có những trường hợp là hai người chưa yêu nhau nhá, mới hẹn hò thôi, chưa xác định mối quan hệ gì đấy với nhau, nhưng bạn vẫn có thể tính cái người này là partner của mình được rồi. Thì mình thấy rằng là có thể rằng là trong cái thời điểm tiếp theo ấy, sau cái khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy ổn rồi đấy, các bạn bắt đầu ổn với cái cuộc sống của bạn rồi, các bạn không cần đến cái người này nữa rồi, thì có thể cái người này sẽ hối hận và tìm cách để quay trở lại. Thế nhưng mà mình thấy rằng là bạn chỉ đau mất khoảng một thời gian đầu thôi, hoặc là buồn mất khoảng thời gian đầu thôi. Sau đấy về sau ấy, mình thấy rằng là bạn cảm thấy mình đạt được vào một cái trạng thái rất là tốt. Có thể bạn cảm thấy thực sự rất là được tự do, cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy rất là biết ơn khi mà được thoát khỏi những cái mối quan hệ mà nó không lành mạnh, hoặc là nó không tốt cho mình. Đó, thì mình thấy rằng là bạn đang có một cái sự chuyển hóa. Có thể hiểu là đây nó giống như là một cái sự phát triển mới trong cái đời sống tình cảm của các bạn. Có thể sau cái chuyện này nó cũng không quá lớn, nó cũng nhỏ thôi chẳng hạn. Nhưng mà sau cái chuyện này á, mình thấy rằng là bắt đầu có cái tư duy thay đổi rất là nhiều về tình yêu, về cách mà bạn nhìn nhận những cái mối quan hệ của bạn, và cái cách mà bạn yêu thương bản thân của bạn ấy, nó cũng sẽ có một cái sự thay đổi rất là nhiều. Nhưng mình thấy là bạn rất là vui và hân hoan nhá, khi mà bạn hiểu ra được rằng là vì sao cái mối quan hệ này kết thúc, và các bạn kiểu giống như là không còn đau buồn hay là gì đó nữa, mà các bạn cảm thấy vui lắm, hân hoan lắm, hạnh phúc lắm, vì cái người này dường như họ đã kích thích hoặc là kích hoạt một cái vấn đề hoặc một cái phần nào đó bên trong bản thân của các bạn, và nó kích thích bạn phải càng ngày càng yêu thương bản thân của mình nhiều hơn ấy. Đó, thì mình thấy rằng là bạn sẽ tập trung rất là nhiều vào công việc trong thời điểm tiếp theo, và cái công việc đấy nó sẽ phát triển cực kỳ tốt. Người khác khó khăn như thế nào tôi không biết, nhưng mà các bạn sẽ phát triển công việc khá là tốt trong thời điểm tiếp theo. Những bạn nào chưa có việc sẽ có việc, công việc thậm chí nó còn rất là tốt luôn cơ. Đó, giống như là cái này là đẻ tình, quên nhầm, xin lỗi các bạn, đó, đen tình đỏ bạc kiểu thế, đen tình nhưng mà lại đỏ khác. Đó, và thật ra thì cái câu chuyện này á, nó đúng là nó buồn, nhưng mà nó đang giúp bạn ngày càng phát triển hơn và tốt hơn rất là nhiều. Đó, ok. Thật ra mối quan hệ này mình thấy là chưa có gì sâu sắc ở đây cả. Destiny, nói chung là những cái điều này nó xảy ra ấy, nó xảy ra dưới cái sự tác động của bàn tay số phận rồi. Đó, mình biết là các bạn cũng sẽ có một khoảng thời gian buồn. Đây có thể với một số trường hợp, đây còn có thể là cái mối quan hệ có khoảng cách về mặt địa lý. Nhưng mà sau cái chuyện này này, bạn sẽ ngày càng trở nên trưởng thành hơn rất là nhiều, già đời hơn, trưởng thành hơn. Đó, tỉnh táo hơn. Đó, học được nhiều điều hơn. Thì đấy là số 2 nhé, phần với số 3. Tụ bài số 3, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Nửa cuối tháng 12 của bạn sẽ diễn ra như thế nào? Đầu tiên ở đây mình thấy rằng nửa cuối tháng 12 các bạn có thể sẽ có tương tác với một cái người phụ nữ lớn tuổi. Đây có thể là bà của các bạn, hoặc là bác, hoặc là bố, xin lỗi các bạn, hoặc là mẹ nhá. Đây là người này mang giới tính nữ. Đó, người này có thể là khá là lớn tuổi ở đây. Họ có thể là sẽ có một vài những cái tư duy nó chưa được phù hợp với các bạn lắm, nhưng mà bạn nên lắng nghe họ, vì dường như là cái người này họ có một cái điều gì đấy muốn nói với các bạn. Số 2 ở đây mình thấy rằng là đang có ai đó đang cố gắng làm việc để chống lại bạn. Đó, thật ra thì cái này nó không quá rõ ràng là ai và cụ thể câu chuyện nó như thế nào, nhưng đại loại là đang có một số người, họ đang một người hoặc là một vài người, họ đang cố gắng giống như là đang làm những cái việc gì đó để chống phá bạn. Đó, cái số 3 ở đây á, nó nói về việc đấy chính là chúc mừng các bạn, money will be coming to you. Nửa cuối tháng 12 này bạn sẽ có tiền. Không, tiền lương hả? Hay tiền gì mà tiền nhiều á? Hay là tiền lương tháng thứ 13 nhỏ? Không biết, mình chỉ biết là các bạn sẽ có tiền nha, sẽ có một cái khoản tiền nào đó nó rơi xuống các bạn. Có thể là ok, cái người này cho bạn tiền thì sao? Đó, hoặc là tiền ở đâu đó nó đến nha. Tiếp theo nữa, trong nửa cuối tháng 12 này bạn sẽ có những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ.
Mình không biết là cái cảm xúc mạnh mẽ này của các bạn tích cực hay tiêu cực, bởi vì cái cảm xúc mạnh mẽ đây, một có thể là các bạn cảm thấy vui mừng hạnh phúc một cách mạnh mẽ, một cách lớn, một cách nhiều, hoặc là các bạn ghét bỏ hoặc là khó chịu bực tức một cách giống như rất là bùng nổ ở đây. Thì cái đấy chưa rõ về cụ thể ở đây mình mới biết được cụ thể hơn cái câu chuyện này thì nó như thế nào. Thì mình thấy rằng là bản thân các bạn ấy, ở đây nó đang báo hiệu cái việc là chính là có một cái tình yêu đích thực ấy, đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Và tình yêu này nhiều khả năng ấy, nó sẽ là cái thứ mà rất là dễ đi đến cam kết với bạn trong cái thời điểm tiếp theo. Có thể mình còn có một cảm nhận là cái tình yêu này ấy, là do cái người phụ nữ lớn tuổi kia họ dẫn dắt tới. Họ có thể làm mai, làm mối, hoặc là họ giới thiệu hai người với nhau gì đó ở đây. Thì mình thấy rằng là cái người này nhiều khả năng lại là cái người đi đến chung kết với các bạn ở đây. Ban đầu thì mình thấy rằng là bạn không thích người này. Đó, bạn không thích cái người này. Và có thể rằng là bản thân bạn cũng có chút có thiện cảm đi chăng nữa, nhưng bản thân các bạn ấy sẽ tỏ ra bên ngoài là các bạn không thích. Không thích làm mai làm mối, không thích cái này, không thích cái kia. Bạn sẽ thấy giống như cái người này này, đó. Nhưng mà cái này mình thấy nó giống như là cái thứ mà bạn thể hiện ra bên ngoài thôi, chứ nó không phải là cái cảm xúc thực sự của bạn. Vì đây chúng ta có là The Harley Quinn ở đây. Thì mình thấy rằng là một á, là các bạn sẽ rơi vào trạng thái là bạn không thích người này, nhưng bạn phải tỏ ra là thân thiện. Thứ hai, hoặc là ngược lại, bạn cũng có thích cái người này, bạn cũng có thấy cái người này có một cái gì đấy thú vị hay ho đấy, nhưng mà bạn tỏ ra như là kiêu kỳ, tỏ như là kiểu không quan tâm, cảm thấy như là không hứng thú đấy, kiểu tỏ ra là như vậy đấy. Chỉ mình thấy rằng là bạn sẽ đeo một cái mặt nạ ở đây để cho cái người ta, mọi người không có biết được là bạn đang suy nghĩ cái điều gì. Nhưng mà bên trong bản thân các bạn mình thấy là khá là rối loạn nhá. Sẽ có một cái sự đấu tranh ở đây trong cái việc là không biết là mình có nên đồng ý cho cái người này vào trong cuộc sống của mình hay không nhỉ. Rồi là không biết là mình có nên đồng ý hay không, kiểu như vậy. Tức là mình thấy là cái lý do bạn đưa ra với mọi người là bạn nói rằng là cái người này không hợp gu bạn, nhưng thực chất ý, bên trong bạn ấy có một nỗi sợ hãi nào đó và nó đang dọa các bạn. Thành ra là các bạn lấy cái lý do là bạn bảo là bạn không hợp thôi, chứ còn thực chất là bởi vì bạn sợ nên là bạn không dám tiến đến, nên là mới có một cái sự đấu tranh mạnh mẽ ở bên trong cái con người của bạn như vậy. Bạn đang đấu tranh giữa việc là có nên đồng ý hay không, có nên bắt đầu hay không, có nên cho cái người này cơ hội hay không. Thì ở đây mình thấy rằng là thời điểm này đã là cái thời điểm đúng để các bạn buông bỏ những cái xiềng xích đó, giải phóng những cái thứ trước kia như là nỗi sợ hãi của bạn đó, giống như là một cái hình mẫu, hoặc là bạn có một cái hình mẫu nào đó và bạn luôn muốn mọi người phải là sinh ra và có một cái người nào đấy phù hợp với tất cả những cái thứ mà bạn gạch đầu dòng chẳng hạn. Nhưng mà liệu những thứ mà bạn gạch đầu dòng đó ấy, thứ nhất ấy, liệu bạn gặp một cái người như thế, bạn liệu bạn có hạnh phúc thực sự không? Đó, tại vì chúng ta luôn đưa ra hình mẫu nào đó vì chúng ta nghĩ rằng cái hình mẫu đấy nó đem đến hạnh phúc cho chúng ta. Đó, thế nhưng mà chưa chắc gì cái người hình mẫu đấy lại là cái thứ mà đem đến hạnh phúc chúng ta đâu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái hình mẫu đấy của các bạn ấy, liệu nó có thực tế hay không. Cái thứ ba nữa ở đây ấy, là bản thân các bạn là người như thế nào. Đó, bạn có đang đòi hỏi một cách quá mức cái thứ mà bạn muốn hay không. Ví dụ như mình nói thật bạn 5 điểm, nhưng bạn lại yêu cầu người kia 100 điểm, thì nó có thật hay không, nó có thực sự thực tế hay không. Đó, thì cái đó thì các bạn hãy xem xét lại những cái mà mình đã nêu ở đây nha. Đó, thì mình thấy là cái việc mà các bạn cần làm ở đây thì thật ra nó đơn giản. Đấy chính là các bạn cứ để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi. Mình thấy rằng là bạn không cưỡng cầu, hãy hiểu đơn giản là ok, bạn sẽ tiếp xúc với cái người này, bạn sẽ đến với cái người này, nói chuyện với họ. Nếu như bạn cảm thấy hợp thì bạn tiếp tục, còn không thì say goodbye. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn đây là mình thấy là các bạn chối bỏ ngay từ đầu và các bạn chạy trốn, và sau đấy là các bạn phản ứng rất là mạnh, kiểu như vậy. Thế nhưng mà bạn lại, bên trong bạn ấy, nó lại có một cái phần nào đấy của cái sự tò mò. Tức là bên trong với cái bên trong của các bạn ấy, nó đang đánh nhau, nó đang lộn xộn, nó đang không thống nhất. Thì mình thấy là việc của các bạn là let go and flow thôi, tức là để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Và mình thấy rằng là mình thấy rằng là ở đây á, cái người mà đến với bạn ấy, mình có một cái cảm nhận là họ có một cái thành công nào đó về cái mặt vẻ ngoài khá là nhiều. Tức là bạn và tất cả những người xung quanh đều có thể nhìn thấy cái người này họ đang thành công, nhưng mà bên trong bạn á cứ lấn cấn một cái gì đó. Có thể bạn kiểu có định kiến với người ta ấy, bạn thấy rằng là thể hiện ra bên ngoài thế mà chắc gì đã thành công rồi này kia các thứ như thế, nhưng mà chắc là phong bạt này khác các thứ, kiểu như vậy đó. Cho nên là mình thấy rằng là nó là một cái sự đấu tranh nội tâm ở đây rất là nhiều. Cho nên chẳng có cách nào ngoài việc đấy chính là để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên. Và ở đây nhiều khả năng người đấy sẽ là chu lốc các bạn,
người này có thể đến và mong muốn nghiêm túc với các bạn, họ muốn tìm hiểu các bạn để phù hợp để có thể đi đến hôn nhân, chứ họ không muốn chơi đùa hay là mất thời gian tìm hiểu. Không, vẫn tìm hiểu nhưng mà ý là không muốn mất thời gian để mà đò đưa kéo sẻ hay là để yêu đương theo kiểu cho có đâu. Họ mong muốn nghiêm túc đó. Và mình thấy rằng là bạn sẽ có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc ở đây nhờ sẽ diễn ra nha. Có thể ban đầu bạn ghét kinh khủng, về sau bạn lại cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. Đó, rất là nhiều cái thái cực cảm xúc sẽ diễn ra. Mình sẽ rút bài nhé. Thông điệp dành cho tụ bài số 3, Lucky on your side. Sự may mắn đứng về phía của các bạn, đừng để cho quá khứ kéo bạn ở lại phía sau nhá. Hãy nhìn mọi thứ một cái bức tranh rộng lớn hơn. Rồi emotion, running high. Mình thấy là cái cảm xúc của các bạn nó đang lên xuống khá là thất thường, đặc biệt giai đoạn này sau thì nghỉ hành nữa, sau thì nghỉ hành trong nhân mã nữa, cho nên là mình thấy là cái cảm xúc của các bạn nó sẽ kiểu bị over lên, cái gì nó cũng over lên, ghét thì ghét kinh khủng ở đây đó, và đôi khi định kiến một cách gọi là nó hơi vô lý luôn á đó. Thì ok, lựa chọn là của bạn thôi ạ. Đấy là số 3, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh của mình nhá, bye.